Xin chào anh em, mình là Phạm Vương đây. Và trong video này mình sẽ trả lời các hỏi anh em là nên tích trữ gì khi mùa mới sắp bắt đầu. Mùa mới Sengoku của chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6. Và rất nhiều anh em đang hoang mang không biết tích trữ cái gì để mà đối phó với một lượng content khá lớn với 6 binh lính được thêm vào. Và việc đầu tiên mình khuyên nhủ các anh em, với các anh em điều kiện tốt thì nên tích trữ cho mình càng nhiều bản vẽ chân phái càng tốt. Những cái bản vẽ tím này sang mùa mới sẽ được chỉnh sửa rất nhiều, là ở cái mục phòng cụ, tức là cái set 4 phòng cụ ở mùa sau sẽ cực kỳ khỏe với những tướng tất cả các môn phái. Thực sự tất cả môn phái, bạn môn phái nào cũng là khỏe, vũ khí nào cũng ngon khi mà sở hữu một cái set 4 bản vẽ chân phái. Và tất nhiên đi kèm theo bản vẽ chân phái để chế ra đồ, bạn cần tích lũy thêm nguyên liệu như là sắt, vải, bột vàng, một bạc, và không thể quan trọng nhất cái đá này rồi, để mà có thể tôi luyện được trang bị. Chắc chắn rồi, kiếm càng nhiều đá này càng tốt, có bản vẽ không có đá thì cũng vô dụng. Một cái thứ hai nữa đó chính là quay sớ quân hồn. Mùa mới thì sẽ có tỷ lệ Booming Game sẽ cho ra những cái ngọc mới dành cho quân Nhật. Đây là một tỷ lệ hiếm thôi, vì mình nghĩ có chuẩn bị thì vẫn hơn. Cũng giống như mùa Eternal, chúng ta có cái ngọc giảm sát thương dành riêng cho nhánh quân của nhà đường đấy, nhánh quân của mùa DST là cái viên này rất là khỏe. Thì rất có thể Booming Game sẽ ra những cái viên ngọc dung hợp dành riêng cho lính Nhật. Đó. Một cái việc chuẩn bị nữa đó chính là những cái huân công để mà tăng điểm chiến công, hay còn gọi Honor. Mùa sau Honor sẽ dùng rất nhiều, vì chúng ta sẽ có một cái shop, Honor shop ở trong cái thư mục binh phổ, dùng để mở con Mixer gần. Với những anh em tạo nick mới từ ngày 1 tháng 6 trở đi thì không thì sẽ được cho con này miễn phí, nhưng vẫn phải luyện để mang cái điểm Mastery này. Đây gọi là điểm tinh thông cùng với ngọc, và sẽ tiêu rất nhiều điểm chiến công. Chúng ta những cái tờ giấy đấy, bản vẽ đấy có thể lấy qua hệ thống PVE, nhưng ngoài con Mech Master gần đấy, chúng ta vẫn còn đó những con cần có điểm tinh thông, ví dụ như là anh quân triều đình Đao Kiên Võ Vệ này, ít nhất là đã có Đao Kiên Võ Vệ 4 sao, có Đao Kiên Võ Vệ và Herbardia Sergen, cùng với đó là trường thương thanh từ và Prefecture Guard. Nói chung là ít nhất là có 5 quân có hệ thống tinh thông, và chúng ta phải cần tiêu tốn ít nhất là phải với 5 đạo quân thì có lẽ phải đến 300 đến 400 nghìn điểm chiến công. Với những anh em cũ không thành vấn đề, nhưng với những người mới thì thực sự đó là một bài toán. Và nếu các bạn là người mới chơi, mình khuyên là chỉ nên dành điểm chiến công dồn cho con Mixer gần này thôi, hoặc là Đao Kiên Thích Gia. Đó là cái vấn đề tiếp theo. Một cái vấn đề nữa là pháo thì mùa nào cũng phải tích lũy rồi, cho nên cái này là một cái tài nguyên cơ bản, mình không cần phải nhắc nhiều. Và để có thêm được bản vẽ thì chúng ta nên tích lũy tài nguyên để đi ở cửa hàng danh vọng, đi donate đấy, đi quyên góp vật tư đấy, bất cứ những tài nguyên nào quyên góp vật tư để chúng ta quyên góp cửa hàng danh vọng để nhận những cái phần thưởng như là đá này. Thậm chí các bạn có thể có được bản vẽ tím nếu các bạn donate ở cửa hàng danh vọng đấy, rất nhiều đá đúng không, và lượng danh vọng bạn tăng thì đồng nghĩa với việc là bạn có thể mua những vật phẩm trong cửa hàng danh vọng. Và mùa này Booming Game biết là bản vẽ tím chân phải đã thay đổi, cho nên cái mốc lấy bản vẽ tím nó được tăng thêm một mốc nữa, đó là 12.000 danh vọng đã được bản vẽ tím rồi. 12.000 danh vọng vị chi là bạn cống hiến hàng tuần làm đủ tất cả các thứ, đến tầm khoảng đầu tuần thứ 3 là bạn đã có thể có được cái bản vẽ đầu tiên này rồi. Bình thường chúng ta là 21.000, là phải rơi đến tuần thứ 6, thứ 7 nếu tôi nhớ không nhầm. Còn bây giờ có thêm cái mốc 12.000 này thì chỉ cần tuần thứ 3 thôi chúng ta đã có rồi. Thêm một cái mốc này nữa, cho nên cộng với cái số lượng đá khổng lồ như thế này thì các bạn đừng quên là quyên góp vật tư là gần như là việc phải làm hàng tuần. Với những người mới thì quyên góp vật tư sẽ rất là khó, bởi vì các bạn không có cái lượng tài nguyên ấy, mà thậm chí cũng không có thời gian đào mỏ. Với những anh em đi làm thì chúng ta có thể quyên góp những cái sản vật quý hiếm.
như là bột bạc, bột vàng, nguyên liệu chế đồ. Và nếu được ấy thì chúng ta quyên góp những cái đồ chay này, những cái đồ rác mà không dùng đừng phân tách ra, hãy quyên góp bằng cách vứt đồ rác vào, nó sẽ được nhiều điểm hơn. Với 100 điểm mỗi trang bị đó, ít nhất là vậy. Còn một cái nữa, đó chính là những cái phần thưởng, những cái bonus tăng kinh nghiệm như là thẻ tăng XP tướng, XP quân và những cái tờ giấy Chinese Summary này, các bạn cũng nên để dành khi mùa mới bắt đầu, đồng nghĩa với việc là tiến độ vé mùa đấu Season Pass của chúng ta reset lại. Với việc tướng lên một cấp sẽ được cộng thêm 1.000 điểm Season Pass và mở những cái bùa văn này nữa. Thì không việc gì chúng ta phải cứ cứ việc gì phải tiếc thẻ, cứ cắn thẻ ở ngay khi mùa mới bắt đầu thôi. Và một cái cuối cùng mình muốn dặn thì đó chính là để dành những cái Bag of Heroism, những cái phù hiệu để mà phù hiệu anh hùng để mà đổi thưởng trong Season Pass, để khi đầu mùa diễn ra, ít nhất nếu các bạn tích trữ được đâu đó khoảng 3.000 đến 4.000 cái này, cái vật phẩm này thì có thể tích trữ tối đa đến 10.000. Các bạn có thể đổi hết toàn bộ nhu yếu phẩm như là đá, sấy quân hồn, thẻ EXP tướng và quân. Với cái số lượng này để mà nhu yếu phẩm, ví dụ như hai thẻ EXP này, đá và giấy quân hồn thì các bạn chỉ cần đâu đó khoảng nghìn rưỡi, 1.500 thôi là được rồi. Và đó là cái kết thúc video ngày hôm nay của mình rồi. Mình xin phép tạm biệt anh em và hẹn anh em ở một cái video tiếp theo. Chào mọi người.